Báo anh chỉ trích các khu chợ tại Việt Nam sẽ làm bùng phát lại COVID-19 vì giết mổ động vật tại chỗ. Bài báo và đoạn video được đăng tải trên tờ Daily Mail này với tiêu đề "Cảnh quay gây rốc về một khu chợ ẩm ướt tại Việt Nam cho thấy những con ếch bị chặt bằng kéo và những con rùa thì đang cố gắng trốn thoát khỏi chuồng trong khi đại dịch coronavirus toàn phá toàn thế giới." Tờ báo này chia sẻ lại đoạn video về cảnh mổ động vật trong một khu chợ truyền thống của Việt Nam và chỉ trích việc mở cửa giữa đại dịch, vô tư giết động vật sẽ làm gia tăng bùng phát một đại dịch mới. Thời gian qua, thế giới vẫn đang chật vật với đại dịch COVID-19 với số người mắc vượt quá 10 triệu người, trong đó đã có hơn 500.000 người tử vong trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã sớm lắng xuống từ lâu. Hầu hết mọi hoạt động trong xã hội đều đã quay trở về guồng quay cũ. Thế nhưng không phải ai cũng tin vào điều đó. Sau vụ việc một tờ báo nước ngoài liên hệ với nhà tang lễ ở Hà Nội để xác nhận số người chết ở nơi đây, thì tờ Daily Mail của nước Anh cũng đã lên tiếng chỉ trích một hoạt động mở lại chợ, giết mổ động vật sống một cách thoải mái tại các khu chợ truyền thống Việt Nam và cho rằng hành động này sẽ khiến cho Việt Nam một lần nữa sẽ làm cho đại dịch bùng phát. Cụ thể, trang báo này dẫn lại một đoạn video nói về cảnh giết mổ động vật giống như gà vịt, hải sản, ếch ngay tại chợ và không hề có đồ bảo hộ. Theo Daily Mail, các nhà hoạt động phương Tây đã gửi thư kêu gọi các khu chợ truyền thống Việt Nam hãy dừng ngay những hành vi giết mổ động vật, chế biến động vật tại chỗ. Gà và vịt chồng chất lên nhau trong những chiếc chuồng chật chội và đặt cạnh xác cả những con gà vịt khác. Trong khi đó thì xác chó bị lột da đang trơ trọi trên bàn. Những người giết mổ thì xử lý động vật mà không hề đeo khẩu trang, tạp đề, thậm chí họ còn không đeo găng tay. Daily Mail miêu tả. Tờ báo này chỉ trích việc động vật đã chết qua tay nhiều người trước khi đến tay người tiêu dùng. Hai con rùa và một con cá chết được để bên lề đường tại khu chợ ẩm ướt ở Việt Nam, Daily Mail chú thích. Về dưới bài đăng thì nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, một số người cho rằng hành động giết mổ động vật là phản cảm và có khả năng sẽ khiến cho người dân bị nhiễm bệnh và lây cho cả những khách mua. Ở những khu chợ mắc vệ sinh này, động vật thường bị giết ngay tại chỗ và ở đâu cũng sẽ có những chiếc lồng chứa đầy động vật. Họ làm thịt chúng bằng những công cụ đơn giản, chỉ một cái kéo. Họ sẽ sớm bị nhánh chim bởi COVID-19 nếu cứ như vậy, một độc giả chia sẻ. Họ thật kinh tởm, độc ác, dã man. Họ sẽ khiến cho chúng ta bị COVID-19. Bằng cách nào đó, hãy cách ly người Việt ra khỏi khu vực của chúng ta đang sinh sống, một độc giả khác nói. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng có những ý kiến cho rằng các cư dân mạng Anh nên tự lo cho tình hình nước mình thì hơn. Vì dù gì thì Việt Nam cũng đã kiểm soát tốt, vô cùng tốt dịch bệnh này, ít nhất là hơn hẳn Anh. Việt Nam đã bắt buộc phải đóng tất cả các trường học và áp dụng cách ly 14 ngày để đối phó với đại dịch từ trước khi chúng ta bắt đầu làm điều gì đó. Vậy nên hãy thôi phàn nàn về họ đi. Hành động nhanh chóng và truy tìm không ngừng nghỉ đã giúp cho nước này chỉ chịu có 355 trường hợp nhiễm bệnh và chẳng có ai tử vong. Trong khi nước ta thì sao? Một số cư dân mạng lên tiếng. Một độc giả tên Bill đã nói rằng, đó là một thị trường bình thường, đó là cách mà họ giữ cho thực phẩm tươi sống, ngăn chặn nó trở nên thối rữa hơn trong cái nóng của châu Á. Đừng quá khôn khổ và hãy tự nhìn vào chính chúng ta, cái cách mà chúng ta cho phép bò và cừu bị giết mà không cần phải gây choáng để thỏa mãn những vấn đề tôn giáo hay YouTube, nó thực sự rất dã man. Và bạn hãy làm điều gì đó cho những điều này trước khi đi chỉ trích người khác, bởi vì họ có lý do thực sự cho những gì họ làm. Thậm chí có khán giả còn nhắc lại câu nói trong bài viết. Phần lớn gà vịt đều đặt trong những cái lồng. Anh ta tự hỏi, ai viết câu này, chẳng nhẽ nhà báo mới 5 tuổi. Hiện tại bài báo chỉ trích hoạt động chợ truyền thống Việt Nam vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi với các netizen tại phía bên kia địa cầu. Chó đen bị nhìn nhầm thành báo đen. Liên quan đến thông tin xuất hiện hai con báo đen ở Đồng Nai, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Vĩnh Cửu cho biết đã phát hiện ra rất nhiều những dấu chân chó tại hiện trường. Liên quan đến thông tin xuất hiện hai con báo đen ở Đồng Nai thì vào ngày 1 tháng 7, Hạt Kiểm Lâm huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai tiếp tục triển khai lực lượng đến khu vực rừng tràm giáp ranh giữa ba xã Tân An, Thiện Tân và Trị An và thành phố Vĩnh An để tìm dấu vết. Tại đây thì lực lượng Kiểm Lâm đã phát hiện ra rất nhiều những vết chân thú. Qua quan sát và phân tích thì ông Dương Mạnh Hùng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Vĩnh Cửu cho rằng đó là dấu của chân chó vì các móng chân cụm vào nhau, còn dấu của chân báo thì các móng chân sẽ mở ra. Cách hiện trường khoảng 1 km, một hộ dân có nuôi hai con chó đen, trong đó có một con rất là to, nặng 35 kg, lai giống Rottweiler của Đức,
nắm được thông tin thì lực lượng kiểm lâm đã đến ghi nhận. Trả lời báo Thanh Niên, ông Dương Mạnh Hùng cho biết, dấu chân chó tại nhà hộ dân trên với dấu chân tại hiện trường kích thước tương đồng nhau, khả năng người dân tưởng lầm con chó này là con báo. Tuy nhiên, do chưa thể khẳng định chắc chắn cho nên lực lượng kiểm lâm vẫn tiếp tục theo dõi kết hợp với công an chính quyền địa phương để kịp thời có phương án xử lý. Bằng A1 không được lái SH, B1 không được lái ô tô theo dự thảo luật sửa đổi. Bằng A1 sẽ không được lái SH, bằng B1 sẽ không được lái ô tô. Theo dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi sẽ có tổng cộng 17 hạng giấy phép lái xe, trong đó có 4 hạng được quy định là không thời hạn và 13 hạng là có thời hạn. Đáng chú ý là bằng lái xe máy thông dụng nhất, hạng A1, đã được dự thảo thay đổi và ảnh hưởng đáng kể. Đối với xe 2 bánh, cụ thể thì đối với xe 2 bánh bằng lái xe được chia thành 3 hạng, bao gồm hạng A0 dành cho xe có dung tích xi lanh dưới 50cc hoặc động cơ điện có công suất không vượt quá 4kW. Hạng A1 trước đây quy định điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50cc đến dưới 175cc thì nay theo luật dự thảo sẽ chỉ được điều khiển xe có dung tích xi lanh đến 125cc và động cơ điện có công suất từ 4 đến 11kW. Cuối cùng là hạng A sẽ được cấp phép điều khiển xe có dung tích trên 125cc hoặc có động cơ điện công suất trên 11kW cùng các loại xe thuộc hạng A0, A1. Như vậy, luật dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi các mẫu xe phổ thông có dung tích dưới 150cc đang được điều khiển sử dụng bằng A1 hiện nay sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể gồm các loại xe như Honda SH150, E-Black 150, Honda Winner, Yamaha Exciter 135 hay là 150cc. Yamaha Envis sẽ cần phải cấp bằng lái mới. Tuy nhiên, giấy phép lái xe hạng A sẽ có thể được điều khiển cả những xe phân phối lớn, dung tích trên 175cc, giống như hạng A2 trước đây. Đối với bằng lái xe ô tô, cũng có những thay đổi đáng kể. Điều đáng chú ý là bằng lái xe hạng B1 theo dự thảo sẽ không được phép điều khiển ô tô nữa. Theo đó, thì hạng B1 được cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A0, A1. Hạng B2 được cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi hoặc là xe tải có khối lượng hàng không vượt quá 3,5 tấn và có thể được kéo rơ móc không quá 750 kg. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là tài xế chỉ được phép điều khiển các loại xe kể trên với thiết kế số tự động. Để được cấp phép điều khiển cả xe số sàn và số tự động giống như B2 trước đây, tài xế cần phải được nâng cấp bằng B theo dự thảo mới. Ngoài ra thì các hạng bằng lái khác cũng có những thay đổi. Như hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép xe hạng C1 có gắn kèm rơ móc có khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho phép lái xe các hạng B2, B. Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C có kèm theo rơ móc khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B và C1. Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở từ 10 chỗ đến 16 chỗ. Các loại xe ô tô chở người theo quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 có gắn kèm rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1, C. Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người, kể cả xe ô tô bít trên 16 chỗ đến 30 chỗ. Các loại xe ô tô chở người theo quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1, C, D1. Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người, kể cả xe ô tô bít trên 30 chỗ, xe ô tô chở người giường nằm, các loại xe ô tô chở người theo quy định cho giấy phép lái xe hạng D có gắn kèm rơ móc khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc không vượt quá 750kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B2, B, C1, C, D1, D2. Hạng BE cấp cho người lái để lái các loại xe ô tô theo quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ móc và khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750kg. Hạng C1E cấp cho người lái xe để lái những loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế rơ móc trên 750kg.
Hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô theo quy định do giấy phép lái xe hạng C. Khi kéo theo rơ móc, khối lượng toàn bộ thiết kế rơ móc trên 750 kg, xe ô tô đầu kéo kéo rơ mi rơ móc. Hạng D1E cấp cho người lái xe để lái những loại xe ô tô theo quy định cho giấy phép lái xe hạng D1. Khi kéo theo rơ móc, khối lượng toàn bộ thiết kế trên 750 kg. Hạng D2E cấp cho người lái xe để lái những loại xe ô tô theo quy định cho giấy phép lái xe hạng D2. Khi kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế rơ móc trên 750 kg. Hạng DE cấp cho người lái xe để lái những loại xe ô tô theo quy định cho giấy phép lái xe hạng D. Khi kéo theo rơ móc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móc trên 750 kg. Xe ô tô chở khách nối toa